Dạ rồi, cửa hàng điện thoại xin chào ha. Hôm nay em đây em giới thiệu cho anh chị xem một mẫu điện thoại với mức giá loanh quanh tầm khoảng 5 triệu đồng thôi. Một em Samsung Galaxy Note, đây là Note 20 anh chị ha. Đó, máy rất là đẹp nha anh chị. Đó, mình điểm sơ qua phần ngoại hình của em nói nha anh chị ha. Đó, khung viền kim loại, phía trên, phía dưới được làm phay xước, bokeh band máy làm rất là đẹp nha anh chị. Rồi, thì bây giờ mình điểm sơ qua về phần cấu hình em nói nha anh chị. Em này thì được trang bị RAM 8GB. Bộ nhớ thì 256GB, được sở hữu viên pin 4300mAh nha anh chị ha. Có hỗ trợ sạc siêu nhanh nữa nha anh chị. Máy rất cấu hình rất là khủng anh chị ha. Đặc biệt nó chạy Snapdragon 865 cộng nha anh chị. Những tác vụ hàng ngày như mình lướt web, đọc báo, xem phim thì em này chạy rất là mượt anh chị ha, đặc biệt là game. Đó. Camera em này chụp quay ban ngày ban đêm đều rất là đẹp nha anh chị. Đó, máy rất đẹp anh chị ha. Quay phim hay là chụp hình máy em này khỏi phải che nha anh chị. Đó, cực kỳ là trong trẻo anh chị ha. Camera rất khủng anh chị. Rồi, em mời anh chị trải nghiệm thử một đoạn video với em ha. Đó, màn hình phẳng, viền cực kỳ là mỏng anh chị ha. Được trang bị tấm nền Super AMOLED nha anh chị. Đó, màu cho màu sắc rất là đẹp anh chị ha. Đây, màu sắc cực kỳ là tươi nha anh chị. Đó, những màu đen, màu xanh, màu đỏ trên điện thoại tấm nền này nó làm rất là nổi nha anh chị ha. Xem phim trên màn hình em này thì cực kỳ là mãn nhãn nha anh chị. Đó, xem phim cực kỳ là đỉnh nha anh chị ha. Viền mỏng, đặc biệt em này được trang bị loa kép nha anh chị. Ở dưới có một loa và ở trên gần camera có một loa. Nhưng mà anh chị gần như là không thấy cái loa chỗ đó luôn ha. Samsung làm rất là đẹp nha anh chị. Nhưng mà loa kép nghe nhạc rất là sướng nha anh chị ha. Xem phim nghe nhạc rất ok luôn. Màn hình em này quá đẹp luôn anh chị ạ. Rồi, thì nhiều anh chị hỏi là mua làm sao, thì em có để Zalo em ở dưới, anh chị nào cần thì nhắn tin Zalo em ở dưới ha nha, hoặc là để lại comment thì em tư vấn anh chị ha. Bên em thì bên 111 Đặng Văn Ngữ, phường 14 quận Phú Nhuận anh chị ha. Anh chị nào gần thì qua trực tiếp bên em test máy, xem máy trực tiếp anh chị ha. Bên em thì có hỗ trợ trả góp không đồng nữa nha anh chị. Thu máy cũ đổi máy mới, nhà anh chị nào có máy hư, máy bể thì mang tới em đổi cho anh chị, còn mới mang về xài ha. Đó, ship cố toàn quốc nha anh chị, ship tới thì mình đã kiểm tra máy thoải mái, đúng cái máy mình chốt trong video thì mình mới nhận hàng và thanh toán cho anh chị, yên tâm nha. Đó, bên em có đủ anh chị ha, đủ màu đủ sắc anh chị.